Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy Kim Sơn Phật. Và kính thưa quý ông quý bà, cùng kính thưa toàn thể cô bác và anh chị em gần xa xem trên màn ảnh nhỏ, thì tranh thủ theo thời gian ban ngày thì Thành Hậu cũng làm một số công việc. Vì trong cái mùa dịch này, chúng ta thấy cái điều nào mà cần giúp đỡ mọi người, mang lợi lạc đến cho mọi người chúng sanh, thì Thành Hậu thực hiện. Và sau cùng trong giờ tối này, Thành Hậu đến đây để chia sẻ về món ăn tinh thần, để quan tâm cho nhau. Nếu mà quý vị Thành Hậu hết sức cảm kích cái nghĩa cử cao đẹp của toàn thể chư quý vị đã ủng hộ Thành Hậu suốt thời gian qua. Những cái clip Thành Hậu đăng lên thì cô bác bà con vào xem. Xem thì đó là thứ nhất, làm cho một cái khích lệ tinh thần cho Thành Hậu. Và quý vị mình xem coi có điều nào thiếu sót hay dư thừa thì quý vị bổ chính. Thành Hậu hết sức là ghi ơn. Tại vì Đức Thầy đã cho biết là Đức Thầy xa vắng rồi, giữa chừng đần nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng Thầy lại xa. Tinh thần đạo Phật giáo Hòa Hảo, sau khi Đức Thầy xa vắng, mọi người ở nhà chúng ta nên cố gắng đoàn kết nhất trí với nhau để lo dĩ nghiệp tổ Thầy. Đức Thầy đã xa vắng rồi, chúng ta cũng như mỗi người là một anh em ruột trong nhà. Và Đức Thầy đã nói qua câu: lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phi xác phàm mễ mệt đâu này, băng rừng dễ qua gốc gai, đưa người lưỡng thiện đến ngay niết bàn. Cho nên vì tâm nguyện của Đức Thầy đã có một cái tâm nguyện rất lớn. Tuy nhiên Đức Thầy xa vắng vì cái sứ mạng thiêng liêng, vì bổn nguyện, vì bổn hoài của Đức Thầy, để lại cho chúng ta một kho tàng pháp bảo, giống như một cái ngôi nhà. Thì trong cái ngôi nhà đó, cái người tu trước, người tu sau, cho đến người mới phát tâm, thì đều là nếu ai có tu trước á, là anh cả trong nhà. Ai tu kế nữa là anh thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, vân vân. Và cái người mới phát tâm tức là người con út trong nhà. Thì làm sao chúng ta, cái người lớn phải dẫn dắt người nhỏ, chứ không phải mà mình lớn rồi cái em mình nó đi cai lạc đường gì đó. Mình cứ việc mình làm gì thì làm, phải không quý vị? Hay hoặc là em út mình nếu nó có sai thì cài tay nói nhỏ, vì mới đúng với cái tinh thần Phật giáo Hòa Hảo. Tại chữ Hòa là thượng thảo, hảo là tốt đẹp, là mình sẽ kề tay khuyên em mình: em làm đường nó sai, em làm gì nó sai rồi, nên em nên sửa lại. Dạ. Chứ không phải đây em mình nó sai rồi mình ra ngoài đường á, mình la làng lên, mình nói là em mình nó sai, nó chặt vậy đó, để cho mọi người người ta cười. Mà người ta cười em mình, đó là em ruột của mình chứ ai quý vị, phải không? Bây giờ người trong nhà, tại vì Đức Thầy cho biết là làm Phật Nhi phải được lòng thành, tức là Phật Nhi là con của Phật. Mà anh em Đức Thầy cho biết đó là cả kêu lớn nhỏ đệ huynh, hay hoặc là cả kêu lớn nhỏ hòa gì à, trên hòa dưới thuận, chớ lìa chớ phân. Tức là chúng ta ở từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Em mình nói sai thì mình bổn phận làm anh, bổn phận làm người lớn phải khuyên lơn, nhắc nhở. Vậy mới đúng với cái tinh thần của người Hòa Hảo. Như thế
cha mình trở về xoa đầu khen ngoan, thật là con tôi sau khi đi nhưng ở nhà anh em nó thương nhau dễ sợ, rất thương nhau. Mà quý vị thấy thành hậu nói có đúng hay sai? Dạ. Còn đằng này nếu em mình sai, cha mình không có ở nhà, mình hiểu biết hơn nó, mình lớn tuổi hơn nó, tóm lại là mình khôn ngoan hơn nó, mà nó sai mình không nói nó, mà mình ra ngoài đường mình đi la lên, mình đi học người này học người kia la làng la sớm lên để cho người ta cười, cái tôn giáo nó tờn ơi tưởng sao, cha nó không có nhà rồi tưởng anh em nó thương nhau, nào về đâu anh em nó nghe hết ham, tại vì gọi là tốt anh tốt em, tốt lá tốt nem. Còn đằng này em nói sai, nó muốn cho cả bàn quan thiên hạ đều biết, nhưng mà em nó là ai? Em nó chính là em ruột nó chứ ai quý vị, chứ đâu có ai khác đâu. Phải mà cái người khác á, xa nhà hơn nó, hay hoặc là không có bà con thân bằng quyến thuộc thì đó, thì kệ đó, la làng lên để cho người biết chút, cho nó xấu chơi, cho nó bẻ mặt nó chơi, cho người ta nhục mạ chửi mắng nó, nguyền rủa nó, chê trách nó. Còn đằng này nó là chính em ruột của mình, nó là em của mình đó, nhưng mà mình nói sai mà mình không nói, mình lên mình la lên để cho người biết một chút, cái người ta lỡ người ta hỏi ủa nó ai ạ, mình trả lời sao giờ? Tại vì nó là em mình mà nó sai. Trên đời này á quý vị, mình biết con người không có ai hoặc toàn thiện hết. Dạ, có những lúc sai, dạ, mà cũng không phải sai hoàn toàn. Dạ, có những lúc đúng. Ta nói là mía sâu có lóng, nhà dột có nơi. Tức là 1000 việc nó đúng, nhưng mà nó chỉ có một việc sai, thì mình cũng không có gộp chung rằng là thằng này nó làm toàn bộ là sai. Cũng phải có một chuyện đúng, thì cái chuyện nào đúng thì mình nói đúng, còn cái điều nào sai thì mình nói sai. Như vậy mình mới đúng nghĩa với là người anh cả, mình đúng nghĩa với một tinh thần đạo Phật giáo hòa hảo. Chứ còn bằng ngược lại là nó khác. Cái thương đó, ta nói thương đó, cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nếu mình mà thật sự thương nhau thì mình nên ngồi lại bàn bạc với nhau như thế nào đó, anh em sai, ai sai điều nào rồi mình khắc phục. Nếu như không khắc phục thì sẽ có phương án khác. Thì xin thưa với quý vị, thì thành hậu nói chung vậy thôi. Nghĩa là hôm nay người tín đồ Phật giáo hòa hảo, sau khi Đức Thầy đã xa vắng rồi, Đức Thầy đã cho biết là con lạc cha, con hỡi u ơ, Thầy xa tớ ngẩn ngơ thương mến. Đã Thầy mình đã xa vắng rồi quý vị, không còn Thầy để mà mình hỏi han, không còn Thầy để mình có cái gì mình nghiên cứu, hoặc là mình đến Đức Thầy sẽ chỉ dạy mình, không còn nữa. Thì nhờ những cô bác anh chị em đi trước phải có một trách nhiệm. Trách nhiệm đó là chúng ta nên, tại vì đối với cái thuốc cũng vậy, chúng ta có thể cho thuốc uống, cho nó uống thuốc làm sao, giống như người ta tu, hỏi vợ chồng thường thường hỏi thì sao mà nó khuyên nhau không được. Trong lúc mà giận mình đừng nên nói chuyện, trong lúc giận đừng nên nói vợ chồng, anh em, dòng họ, chòm xóm. Trong lúc giận đừng nên nói, đừng nên khuyên. Người ta cũng giận, mình cũng giận, mình không nên khuyên trong lúc giận, chừng nào hết giận. Cho nên trong một đoạn về triết lý có nói về vấn đề thế này: mình muốn khuyên bạn mình một cái điều gì đó thì trước nhất mình nên ca ngợi cái việc làm của người đó. Ví dụ cái ông giám đốc đó, mà nguyên một cái công ty đó, cái người đó hôm đó làm sơ suất một điều gì đó, rồi cái người giám đốc đó đó không bao giờ người ta la làng lên, để cho cả công ty, cả người ngoài đều biết là cái công ty đó nó không đàng hoàng. Tưởng sao nó không đàng hoàng, nó không tốt.
Nhưng mà cái người giám đốc đó phải cho nên trong triết lý nói đó, mình muốn khuyên người bạn mình nên phải nói rằng thật ra trong suốt cái cuộc đời của bạn điều nào tôi thấy là cũng tốt đó, nhưng mà một hôm nọ chắc bạn sơ ý hay hoặc là có một cái gì đó cho nên bạn bị sai về vấn đề nào đó à, nhưng mà tôi biết rằng đây là chắc không phải bạn cố ý đâu. Thì quý vị mình nghĩ coi, cái người đó sai cho dù bằng trời đi nữa thì họ cũng sửa thôi, họ cũng sửa. Còn đằng này người ta sai có một à, mình đi la làng lên là riết rồi họ sai tới 10, hỏi ai ăn sao hả, tại ai hả, nó nói tại ông đó vậy, tôi có làm gì đâu mà ông nói riết tôi làm luôn. Giống như hỏi thì sao mà con cái trong nhà nói không nghe. Nếu mình muốn dạy con dạy cái hay hoặc là muốn khuyên người ta là trong lúc người ta vui vẻ hài hòa thì mình nên khuyên. Nói chứ biết ông chồng ông nhậu là ông lè à, trên đời không ai muốn cho ông chồng mình nhậu hết á, không ai muốn hết á. Bức rứt gặp cái bàn nhậu, gặp mấy thằng nhậu là thấy ghét rồi. Nhưng mà trong lúc nhậu đó rồi đó mà mình lợi mình đã là bức rứt, trong lúc bức rứt là nói câu nào ra cũng không đẹp hết, là nhậu tin chắc rằng vậy luôn. Trong lúc mình thương á, mình nói nghe cái câu nào cũng ngọt lọt lỗ tai hết. Trong lúc mình giận rồi nghe quý vị, mình nói không có câu nào mà người ta nghe được. Mà nó ngộ lắm, mình mà giận cái người nào đó đó là mình nói thì sao mà cho họ cay đắng, đau khổ nhiều chừng nào mình mới chịu, mình mới chịu. Còn họ không đau khổ mình không chịu. Thì thôi hôm nay, tại vì Thành Hậu nói vô cái đề này để cho nó phù hợp với một vị comment nói rằng yêu cầu Thành Hậu thiết lên cái đề tài chữ nhẫn, thiết đề tài chữ nhẫn. Dạ. Và sau đó Thành Hậu sẽ trả lời luôn hai câu giảng của một đồng đạo hỏi lên trong cái hệ bài Nang Thơ Cẩm Tú. Đồng đạo hỏi là thân nặng nề như chim ô thước, quyết làm xong cầu đá xong ngăn. Đó, vậy thì hôm nay Thành Hậu sẽ trình bày hai cái tiêu đề, một là đề tài chữ nhẫn. Như vậy thì Đức Thầy đó đã tiên tri trước, Đức Thầy đã biết trước rồi, cho nên Đức Thầy mới đặt cái mối đạo là đạo hòa hảo. Lúc Đức Thầy ký tên quý vị, ký hai chữ là hòa hảo, nó lạ vậy đó. Tại vì biết rằng đó, cái thời mà hạ huân mà pháp này chúng sanh phước mỏng nghiệp dày, tình sâu huệ cạn. Vì đời nay chúng nói dụng tiền, ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa, sự bất hòa với nhau là lý do danh lợi tình mà thôi. Anh em mất đoàn kết là tại vì tiền của mà thôi. Tất cả các nơi mà có dính với chữ tiền rồi đó là nó sẽ đau khổ. Mà Đức Thầy cho biết là tham danh thế đạo chí đâu yên, đâu bằng cửa Phật vui thanh tịnh, lóng cõi lánh cõi trần gian giải nghiệp duyên. Tiếc gì không đức tiếc chi tiền, mà Phật giáo về tiền phải ngửa nghiêng. Bát Nhã chẳng đưa người tội ác, thuyền từ thầy rước lại Tây Thiên, trần gian đầy dãy người làm dối. Đạo cả nào trong đến cảnh thiền, đối thấy người đời lòng bất chán, thương đời làm lạc lắm ưu phiền. Như vậy thì Đức Thầy đã biết trước anh em trong nhà nó sẽ bất hòa với nhau. Nhưng mà đặc biệt đó là cái buổi hạ huân này quý vị à, mình nên thương nhau đi. Mình mà còn ngồi đây đó là mình tu nó tệ dữ lắm rồi, đã trải qua vô lượng vô biên kiếp, mình cũng tu lên rớt xuống, cũng nói xấu nói tốt, cũng tranh danh đoạt lợi, cũng giận hờn hơn thua, cũng quán trách đủ điều tứ đổ tường gì đó, cuối cùng mới lọt xuống tới cái buổi hạ huân mạt pháp này, tu nó dở bẹt rồi mà không lo ra tu ráng lên, mà ngồi chỗ này trong núi kia, ngồi chỗ kia trong núi nọ,
họt gãy bánh xe người này, họt gãy bánh xe người kia. Cho nên theo cái chữ nhẫn đó, ở trên đó, tại vì bên phép chữ Nho nó gồm có Đào Mộng Nam ba quyển tự học đó quý vị. Trong cái bộ sách Đào Mộng Nam nó có ba quyển để mua để tự học. Nó gồm có 214 bộ, nó gồm có 6 phép để lập nho. Có vẽ là chữ Nho, cái phép là vẽ ở trên vẽ xuống từ trái sang phải. Thì ở trên là cái bộ nó, chữ nhẫn nó có hai cái bộ, một là bộ ở trên là bộ đao, đao tượng trưng cho cái dao, cái kiếm cái dao gì đó. Ở dưới là chữ tâm, dòng câu tam điểm gì tâm tự, tinh tự, dòng câu tợ nguyệt tà phi mau tùng thử đắc tố Phật giả do tha. Vậy là ở dưới cái chữ tâm, hai chữ nó ghép lại thành chữ nhẫn. Ủa mà sao hai chữ nó ghép lại thành chữ nhẫn quý vị? Nếu một chữ nhẫn đó, mà nếu nó không có chữ đao thì gọi là chữ tâm mà thôi. Cái nghĩa của nó có nghĩa là con dao mà nó đâm vô tâm, nó quấy quấy như vậy đó, nó đau đớn mà chịu được như vậy, chịu được con dao đâm vô tâm, chịu nổi mới gọi là chữ nhẫn. Vậy thì thứ nhất là định nghĩa chữ nhẫn. Nhẫn là nhịn chịu những sự đau khổ của người khác, nhục mạ mình, chửi mắng mình, chữ nhẫn. Đó là phần thứ nhất là định nghĩa chữ nhẫn. Qua phần thứ hai là nhẫn nó gồm có sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ là hôm nay Thành Hậu nói lên là tại sao mà mình nhẫn không được. Tại sao? Thứ nhất vì danh, thứ hai vì lợi, thứ ba vì tình. Ba cái điều này mà chúng ta nhẫn không được chứ đâu có gì đâu. Nó vậy đó. Cho nên Thành Hậu nhớ lại mẫu chuyện ông Tô Đông Khoa. Sau khi ông Tô Đông Khoa, ông là một cái người rất là giỏi, tại vì tiền kiếp ông là Ngũ Giới Tổ Hòa Thượng mà. Ngũ Giới Tổ Hòa Thượng. Nhưng ông ngồi thiền, ông móng tâm lên rằng là phải ông có tiền của giàu có vậy đó. Ông móng tâm vậy đó. Thì tự nhiên là Quan Huệ Hòa Thượng là một người bạn, ngồi kế bên, thấy ông Ngũ Giới Tổ Hòa Thượng bạn mình tu mà còn móng tâm vậy, thì thôi viết một bài thư gửi qua, mình tu không được móng tâm. Mỗi chuyện nó dài lắm, quý vị mình sẽ lật sách ra mỗi chuyện Tô Đông Khoa đó. Thì ông Ngũ Giới Tổ Hòa Thượng, ông thấy bạn mình biết tâm niệm của mình rồi, thôi buồn quá tịch, thẹn quá ông tịch. Cái người mà làm chủ được cái xác thân là không phải chuyện dễ quý vị. Vậy đó, làm chủ được vậy đó, nhưng mà tịch rồi đó, qua kiếp sau đầu thai lại làm nhà họ Tô. Ông tên là Tô Đông Khoa, cha là Tô Lão Truyền, em là Tô Hỷ Mụi. Ông Tô Đông Khoa này quý vị mình biết cái thời đó mà văn chương rất lỗi lạc, rất giỏi, nói chung ra ông rất giỏi. Nhưng mà ông dựa vào cái hay giỏi ông mà bị mắc nạn, nhiều cái nạn lắm. Thôi nói cho mau, mình rút ra một ý, thêm một mẫu chuyện nó dài, nhưng mà mình rút ra một chỗ nào thôi, một phút ngắn thôi. Thì lúc này ông Quan Huệ Hòa Thượng, ông tịch theo Ngũ Giới Tổ Hòa Thượng, đầu thai kiếp sau chuyển kiếp lại làm Tô Đông Khoa. Ông Quan Huệ Hòa Thượng chuyển kiếp lại là Phật Ấn Hòa Thượng. Như vậy thì hai ông cũng là thân với nhau nữa. Ông Quan nói thôi bây giờ ông Quan, ông Phật Ấn Hòa Thượng nói Quan à, Quan nhớ cái kiếp Quan nghe Quan, kiếp trước Quan tu hành ngon lành lắm nghe Quan. Nói tờ tôi nhớ rồi mà sao ông Phật Lão của Phật Ấn sao nói hoài. Như vậy thì hôm nọ hai người cũng đấu lý nhau này kia, cái gì ông cũng thua chứ. Nhưng mà ông ý tài học hay, học giỏi. Lúc này quý vị mình nghĩ coi á, thì ông Phật Ấn á, ông qua cửa, qua cái nhà chỗ ông Tô Đông Khoa, ông thăm, thì ông thấy ông Tô Đông Khoa viết chữ là phóng điếu, tức là đái trôi. Ông nói là bác không si bác lai, tức là tám gió thổi không lai. Tám gió là lợi, suy, quỷ, dự, xưng cơ, khổ lạc, gọi là bát phong. Ông nói gì đó, ông viết lên cái bảng, ông cái cửa. Thì lúc này ông Phật Ấn Hòa Thượng đi qua, gồm thấy
cái tuồng chữ của Phật Ấn Hòa Thượng, tuồng chữ của ông Tô Đông Khoa, ông này bắt quá, viết hai chữ phóng điếu. Phóng điếu là đái trôi. Viết xong rồi hỏi ra mấy thằng giữ cửa, hỏi quan của con đâu rồi. Nó dạ quan đi chầu chưa về. Tôi nói cho mau nó thôi vậy ta cứu, cứu qua gì gì chùa. Tô Đông Khoa đi chầu vua về tới, sau khi về tới trước cửa dòm cái chữ bên đây là chữ của mình, hàng liễn á, câu đối mà. Bên đây là đúng là ông Phật Ấn. Ông này ông tu mà ông khiên người. Mình nói bác không xíu bác lai mà ông nói là tám, ông nói là đáy trôi. Tôi qua tới chùa ông thử coi ông giải thích coi sao. Qua tới chùa chưa gì hết, trước khi lên ông Phật Ấn không biết, ông đắc đạo rồi. À, sằng sái lên cái ông Phật Ấn Hòa Thượng hỏi, ủa bữa nay quan đi qua thăm tôi không quan? Nó tôi qua tôi thăm ông. Và tôi hỏi ông một chuyện. Tại sao tôi nói bác không si bác lai mà ông dám nói ông đái trâu tôi? Phật Ấn ôn tồn nói, tôi mới có nói mà ngài qua tới đây. Phải tôi đái một cái nữa nè, là ngài dở chùa tôi quá. Thưa quý vị, ông xuống liền nhưng mà ông còn nóng. Ông thi người quá. Tại vì chơi chữ mà ông Tô Đông Khoa là một nhà văn lỗi lạc thời kỳ đó. Đó. Nói như vậy là ông giải nghĩa tôi nghe coi. Thì Phật Ấn lại quay chưa giải được thì ông Tô Đông Khoa nói, tại sao tôi qua đây ông không có mời tôi ngồi? Nói bây giờ tôi thấy không có cái gì mà xứng đáng để mời cho quan ngồi, quan là trên trước, còn ở đây toàn bộ là cây chùa mà đâu có gì quý. Cây ghế bằng cây gỗ nữa thôi, đâu phải chỗ quan mà ngồi trên niệm gấm trăng im. Cái ông Tô Đông Khoa nói vậy, ông lấy cái thân tôi, cái thân của ông á. Ông Tô Đông Khoa nói lấy cái thân của ông cho tôi ngồi được không? Cái Phật Ấn lúc này nói cũng không được. Hỏi sao đó? Tại vì bây giờ cái thân tôi là thân giả, tứ đại hiệp thành, đất nước gió lửa, mà tôi đưa cho quan ngồi, tôi khi quan sao? Tôi lấy cái giả mà tôi mời quan. Thì thành hậu ý nói lên cái chỗ là cái thân này là thân giả, mà mình chấp sắc thân mình cho nên mình bị buồn. Người ta nói hậu này hậu kia cái mình giận, mình buồn. Thì cái đó là chúng ta chưa đạt được. Đức Thầy cho biết là cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành sẽ có Thầy ủng hộ. Vô ngã là không ta, chứ không phải mà có hai vợ chồng đi núi về tu mà ông này ông tu cũng ngon, bà vợ thì nó hung dữ quá. Lúc này ông đang cúng, bà vợ láp giáp chữ hoài, lai gai chữ hoài. Cái ông chồng nó thôi à nha, nhiêu được rồi, để tao cúng mà. Cái bà nói thêm nữa, ông nói hay quá mà, ông hở không nói ông pháp vô ngã, vô tướng, vô tán tác thì kia nọ. Ông nói hay quá mà, tôi nói nãy giờ cái ông thấy cái mặt ông trầm hầm. Ông nói một câu nói, thì tao nói vô ngã đó, mà tao vô là mày ngã đó. À, thì thưa quý vị, vô ngã là không ta. Đức Thầy dạy chúng ta là cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành. Thì chúng ta tu thứ nhất là lý do nhẫn không được, là chúng ta thấy cái thân này là cái thân thiệt, cái thân đụng tới cái danh không được, cái tên mà nó đụng tới không được. Cho nên ông mẫu chuyện của Na Tiên Tỳ Kheo, ông vua Di Lăng Đà đó, ông mới hỏi nhà sư đó, ông đi đến ông vấn hỏi, ai cũng sợ lắm, ông thông hiểu kinh pháp lắm, thời vua Di Lăng Đà ai ông cũng hỏi mà trả lời không được á, ông bắt ông cho quần tục hết. Thì sau đó thì có ông Na Tiên Tỳ Kheo, tức là thầy kiếp trước của ông, xuống thì ông Di Lăng Đà ông nghe nói có Na Tiên Tỳ Kheo đến, ông đến viếng, và câu hỏi đầu tiên của Di Lăng Đà hỏi ngài có phải là Na Tiên không? Ông Na Tiên nói không, tôi không phải là Na Tiên. Ông vua cũng giận liền, đấy ông là Na Tiên Tỳ Kheo mà hỏi ông phải Na Tiên không, ông nói không phải là sao? Giận lên thì cũng nổi sân rồi, tại vì ông ỷ làm vua mà, dễ sân lắm. Cái người mà bình thường á, không có sân đâu. Mấy ông đi xin này kia nọ giờ mình thấy họ thấp hèn lắm. Mà cái người bực mà cao cả chừng nào họ thấy họ có một cái khí thế, họ thấy họ một có danh dự địa vị trong xã hội rồi, là cái mặt cái thể hiện lên một cái tướng trạng nó lạ lắm.
Cái người quý vị mình thấy cái tướng đi đi. Tướng đi mình thấy à. Giờ mình tướng đi mình biết cái người như thế nào rồi. Nghe hiện là rõ lắm. Cho nên ông vua đùng đùng nói vậy. Ý làm vua. Mấy người giàu nói chuyện cũng lớn. Nó lạ hơn cái người nghèo. Nó ngộ đó quý vị. Tại vì nó có một cái khí thế. Nó lạ lắm. Nói chung là mình hiểu không được. Nó đây nhiều khi đụng chạm quý vị cũng thông cảm nghe. À, như vậy thì ông vua Ly Liên Đà ông nói đó. Ông tu hành mà. Ông nói giọng ngữ. Ông nói dốc. Ông chính là Na Tiên Tỳ Kheo mà ông nói không phải. Ông Na Tiên Tỳ Kheo ôm tồn nói: dạ muôn tâu bệ hạ, bây giờ thần xin hỏi bệ hạ, bệ hạ đến đây bằng cái gì? Ta thì tất nhiên đến đây bằng xe tứ mã, tức là xe bốn ngựa đó, bốn con ngựa kéo với xe. Nói vậy thì thần xin hỏi nữa, lấy một con ngựa ra phải xe không? Lấy ngựa rời ra phải xe không? Phải không? Lấy cái bánh ra phải xe không? Nói tất cả lấy các cái dụng cụ ra tách rời ra hết. Vậy thì bệ hạ chỉ cái nào là xe. Ông vua người trí mà, nghiệm nghiệm ông hiểu, thấu đạt được. Thì cái thân này cũng vậy thôi. Mà Đức Thầy đã nói nó phải nhớ rằng xác thân do tứ đại đất, nước, gió, lửa tạo thành, sớm muộn gì cũng sẽ bị tan rã. Thì sau khi mà chúng ta ra đi, Đức Thầy có nói đó, chắc đặt thì trở lại với xương cốt, xương thịt chúng ta là trở lại với đất. Ấm áp chúng ta là trở lại với ánh nắng mặt trời. Hơi thở của chúng ta là trở lại với gió. À, rồi sự lỏng thì trở lại với nước, vân vân. Như vậy thì lý do nhẫn không được là mình ỷ có cái danh. Mình ỷ mình tu lâu. Mình ỷ mình có tiền nhiều. Mình ỷ mình có chức phận cao. Mình ỷ mình làm cha. Ỷ mình làm mẹ. Ỷ mình làm ông, làm bà. Ỷ mình làm lớn. Như vậy nhẫn không được, chứ có gì đâu. Mà Đức Thầy nói là chừng nào biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Biển cạn là tức là cái lòng ái, mà non mòn là núi ngã. Chừng nào hai cái đó nó hết á mới được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng lý do nguyên nhân tại sao mà chúng ta lại có tánh nóng, đụng tới mình không được. Quý vị để ý đây nghe. Cái người mới tu á, thật ra là im lắm, không dám bắt lỗi một người nào, không dám chê một người nào. Ai tới cũng cung kính: dạ Nam Mô Đà Phật, thưa sư huynh, thưa chú mới tới, thưa chú mới tới. Mà tu khoảng 10 năm thôi là nó khác á. Hoặc là học được vài ba khóa học gì đấy hay là nó khác liền. Nó lạ lắm. Cái bản ngã nó theo cái tuổi đạo, theo tuổi đời. Và nếu mà không khéo đó là cái bản ngã đó nó sẽ giết chúng ta, gọi là lọt vô cái ngã. Bệnh lớn chúng sanh nó có hai bệnh nè. Tại vì nói ra 84.000 pháp, Đức Phật trụ thế 49 năm hoằng quá lợi sanh rồi không? Nói nhiều pháp môn chứ thật ra có hai bệnh nè. Một là bệnh ái, ái là nhiễm, gặp gì cũng nhiễm hết. Nhiễm này nhiễm kia, gặp gì cũng ham. Cõi hồng trần các việc mến ưa, sự giả tạm ta nên rứt bỏ. Cái gì cũng ưa, cái gì cũng thích. Gặp cái nhà cao cũng gọi là thấy của người thèm khô nước miếng. Đức Thầy diễn tả quá vậy. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Rồi sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Cái tâm lòng tham nó lạ lắm, kỳ lắm. Mình nói ra đây nhiều khi nó đụng chạm, nhưng mà mình điển hình một hai điều thôi. Nỗi mà mình thấy mình phát quà cho bà con, nhiều khi nếu mà ai mà cái tâm mà yếu yếu đó ha, đi làm từ thiện khó lắm. Nó đụng lắm, nó đụng hơn cái ông ngồi niệm Phật ở trong cốc lắm. Tại vì ngồi trong cốc đâu có ai làm cho mình giận đâu, đâu có ai nói dốc lừa gạt mình đâu mà mình phiền não. Dễ lắm, dễ tu lắm. Còn ra ngoài nó đụng dữ lắm. Quý vị nghĩ coi, mình cho một phần, một người một phần, rồi về cái thay áo khác lấy một phần nữa, thay áo lấy một phần nữa, mà lấy lạc 4-5 phần. Quý vị mình nghĩ coi sao. Rồi lấy nhiều khi đem đi bán, ăn hết đem bán. Mà một số người ta thiếu, mà một số người thì dư. Gạo cũng vậy, cho cái người bịch thôi không, người một phần quà 15 kg gạo, 10 kg gạo vậy đó, mì, nước tương, đường một bọc. Thì thôi giờ nếu mà mình phải chia sẻ cho cô bác bà con, cái người sau mình người ta sẽ khổ hơn mình, mà cũng không được. Con lại nhận quà, chồng lại nhận quà, vợ lại nhận quà,
mấy đứa con là mấy phần. Đó, cái đó là cái hiện tượng của cái lòng tham. Mà cái tham đó, nếu mà chúng ta giữ cái tham đó thì chúng ta lý do tại sao bị nghèo quý vị? Nhân quả của nhà Phật thì cái sự ích kỷ nhỏ mọn tham lam đó mà nó khiến cho chúng ta phải nghèo khổ. Chúng ta nên rộng lượng là tự nhiên cái phước chúng ta đến thôi. Nếu mà chúng ta cởi cái tâm lên rộng lượng thì cái phước nó sẽ đến. Còn cái người đi làm từ thiện mà mình phiền não, mình tức, mình giận, mình nghĩ cho, mình mất phước luôn, hết luôn. Giận lên la làng lại sớm, nhiều người thấy la làng lại sớm. Xin thưa quý vị, bây giờ mình quán xét như thế này là mình tự nhiên nó khỏe à. Chứ tại vì mình nhớ cái người nào hỏi tại sao cha mẹ ông bà lớn tuổi rồi đó, làm chuyện gì mà giận chút là lên máu nó tăng xong, nó mệt. Không mệt sao được, cái thằng đó 50-60 kg mà mình ôm nó hoài, mình giác, mình cõng nó, mình ẩm nó hoài không nặng sao được. Nó mệt lắm, mình buông nó ra đi, mình đừng nhớ tới nó nữa. Mình quán xét chắc gia đình nó nghèo khổ lắm. Mình phải quán xét vậy đó, gia đình nó nghèo cho nên nó mới làm vậy. Nó mới đi sinh, rồi nó sinh, rồi vợ nó sinh, rồi con nó 2-3 đứa sinh, rồi ông bà nó lại sinh nữa, là cả nhà 5-6-7 phần. Thôi tội nghiệp nó, thôi đi kệ đi. Tại người ta thiếu người ta mới sinh, chứ người ta dư người ta giàu, mình đem lại người ta tát vào mặt mình sao? Đâu quý vị, chúng ta nên hiểu và tự hóa giải đi, là cái tâm mình nó bớt liền. Rồi trong gia đình cũng vậy. Ví dụ hỏi tại sao vợ con mình nó hằn học với mình, nó chửi mắng mình, nó nặng nhẹ mình, chồng mình nó nặng nhẹ mình phải quán xét liền. Vậy là chắc kiếp trước á, mình chửi người ta còn hơn đó, ăn hiếp người ta còn hơn đó. Rồi kiếp này là mình dĩ ít rồi đó. Thấy không? Đó, hay hoặc là mình suy nghĩ, chàng ơi tại vì chắc cũng bực bội gì đây. Thì mình suy nghĩ quá giải rồi, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ nhàng liền. Nhẹ liền, nhẹ nhàng lắm. Ban đầu mình còn buồn nha, mình cũng như người ta, tại sao tăng hiếp mình này cái nọ, thấy không? Đó, thì bây giờ mình quán xét vậy thì tự nhiên nó nhẹ dần, nhẹ dần. Thì cái người tu phải có trí tuệ từ chỗ đó, mình nhận xét, cái biết đó là cái biết đó. Tức là mình cách nhận định cái biết là vậy. Thô cái gì, cái cảnh đến là biết nhận liền. Cái cảnh đến là nhận liền, nhận liền, nhận liền. Thì nhận biết là cái tâm mình nó nhẹ nhàng lắm, khỏe lắm, đắc đạo cấp kỳ. Còn cái mà đến ôm nặng nề lắm. Cho nên là ông vua Lê Dụ Tôn đến hỏi Hương Hải Thiền Sư ý Phật là sao. Hương Hải Thiền Sư trả lời: nhãn quá trường không, ảnh trầm hải thủy, nhãn vô di tích chi ý, mà thủy vô lưu ảnh chi tâm. Có nghĩa là trong trời bóng nhãn, trong nước bóng chìm, nhãn không còn lưu dấu vết, nước chẳng để lại bóng hình. Con nhạn nó bay ngang thì cái dấu, cái hình ảnh của con nhạn, cái bóng con nhạn á, nó in như cái dưới cái dần nước đó, cái mặt nước. Nhưng con nhạn nó bay qua rồi thì đâu còn cái bóng nữa đó. Vậy thì vậy thôi. Cái gì, cái chuyện gì nó đến với mình nhận biết rồi là cho qua, nhận biết cho qua thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng, mình không có ẩm mang ai hết. Còn ngồi đây tôi nói nó nhớ người này, nhớ người kia, nhớ tức ông đó tùy gì mà ông nói xấu tùy gì. Mình quán liền, ủa tại sao mà nhiều người không nói xấu mà mình nói xấu vậy, chắc mình cũng chặt cái gì đây. Mình chặt cái điều gì đây, mình phải tự quán xét. Tại sao thiếu gì người mình ta không nói, mình ta đè mình ta nói. Là tại mình quán xét lại coi, vậy chắc mình cũng sai, sai gì đó, sửa. Thêm điều nữa mình quán xét, chắc ông đó không nói hoài, chắc hồi đó mình nói xấu ổng còn hơn nữa. Chắc mình cũng chửi ổng, hoặc là mình đi biêu xấu, mình la làng, la sớm, mình lên, mình nói sùm hết chứ. Chắc kiếp rồi mình nói ổng còn hơn đó. Cho nên kiếp này thiếu gì người không nói mà ổng đi nói mình hoài. Quan sát là sáng suốt, tự nhiên thoải mái liền đó. Rồi quan sát thêm một điều nữa, vì chắc cái người đó thử thách mình. Giờ tu với ai vậy? Quý vị mình tu với ai? Hỏi đi quý vị mình tu với ông nào? Không lẽ tu với ông Phật? Vô chùa cái ngồi Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, con tu với ông Phật, chứ con không có tu với ba cái nhóm ở ngoài, nhóm nằm chèo. Ừ đó vậy đó. Mình tu với người này, tu với người kia, thì mình tu với những cái người này mình đắc đạo là mình phải mang ơn người đó đó quý vị. Thật ra nếu mà thành hậu mà đắc đạo đó, thì thành hậu sẽ mang ơn tất cả những người đem lại. Một là cảnh thận, thứ hai là cảnh nghịch. Cảnh thận là người ta thương mình, người ta mến mình, người ta nâng bốc mình. Đó là một cái khảo nữa đó mà mình không biết á. Người ta thương mình cũng khổ nữa đó. Có mỗi chuyện, có cái cô này là một hôm nọ người ta mới thương, mới cúng dường,
cúng dường một miếng Phật, một miếng vàng quý quá, không biết làm gì, ta cúng dường để cho xây tượng Phật á. Cô mới xây tượng Phật, cô đắp lên, cô mướn người đúc một tượng Phật bằng vàng, vàng thiệt luôn. Đi đâu cô coi là như bữa bối, một là tôn trọng vị Phật, thứ hai là quý cục vàng. Hôm nọ sau khi đi đến một cái căn phòng đó đông lắm, thì mọi người đều kiếm cái nơi tĩnh tọa và đem một cái tượng Phật ra để mình ngồi mình quán xét. Dạ, quán từ bi hay là quán tượng, quán tưởng gì đó. Và mọi người nên đốt trầm hương để cho Phật, để mà cúng dường cho Phật. Thì cái cô này, cô thương ông Phật của cô á, ông Phật bằng vàng cô đó. Cô đốt trầm hương lên, cô không muốn ông Phật chung quanh á, tượng Phật chung quanh để ngửi mùi hương đó. Thương Phật quá, lấy cái lòng chụp xuống, chụp vô ông Phật, đốt trầm hương trong đó. Thì sau khi mà đốt tàn trầm hương, cô ngồi thiền xong, cô mở ra thì ông Phật của cô, ông Phật tượng á, cái tượng Phật của cô đó là đen thùi hết trơn luôn. Tại sao đen nè? Tại vì đóng khói, đen thùi. Mấy ông Phật ở ngoài người ta ai cũng im á. Tượng Phật ngoài, ý nói rằng người ta thương mình không phải là dễ tu đâu. Người ta thương mình cũng khó tu lắm, khó lắm. Rồi người ta ghét mình, gọi là thương là thận khảo. Cái người tu là thận khảo nè, nghịch khảo nè. Nghịch khảo là người ta ghét mình, ta chửi mắng mình, ta nhục mạ mình, ta bêu xấu mình, đó là nghịch khảo đó. Gọi là thận với nghịch, lòng ta đừng sao xiến ghét cùng thương, là biểu hiện của vô minh. Trở về ta sẽ sống lại với chính mình, mới tìm lấy một niềm tin bất diệt. Thương ghét là hai cái thái cực, và chúng ta nên đi con đường trung dung, đi con đường chính giữa. Thương mình nói gì có gì đâu tức. Nó nói tờ thành hậu tốt quá, thành hậu công đức vô lượng. Tôi nói ủa có gì đâu công đức vô lượng, có gì hậu đâu. Thân này là cha mẹ sanh ra, rồi cái tên đặt thí gì, cái này là cái tai, còn cái này là cái áo, cái này là con mắt, tất cả mọi cái đều đâu có gì là hậu đâu. Đó là cái giả danh thôi, cha mẹ mượn cái tên để đặt vô, giống như con gắn này gắn kia đặt tên thôi, chứ đâu có cái gì thật của nó, đâu có gì đâu quý vị. Cho nên á, mình thấy mình quánh mình mới đau. Còn cái hư không này quý vị, mình quánh tối ngày sáng đêm nó cũng không đau nữa, bảo đảm quý vị mình luôn. Mình đấm, mình chữ, mình quánh, mình làm gì nó đâu dính gì đâu mà đau. Tại mình thấy có mình thấy có hậu, cho nên mình mới đau, mình mới buồn, mới phiền não, mới nằm vào vào, sợ mất danh, sợ mất lợi, sợ mất tình. Còn mình không sợ mất danh, không sợ mất lợi, không sợ mất tình, thì người ta nói chuyện của người ta nói đắng, nói cay, nói hơn, nói thua, chữ mắng, nhục mạ gì. Mình quán xét như vậy, mình hiểu biết như vậy rồi, mình mới đi thêm một bước trên đường đạo. Nhẫn là gì đó, muốn nhẫn được là gì đó? Mình phải cái danh dự của mình thấy suy nghĩ đâu có gì đâu, có gì đâu danh. Rồi tới lợi là gì? Lợi là tiền của. Lý do nhẫn không được là danh lợi, người ta mất uy tín. Nói chứ mình có địa vị xã hội này, ai cũng nói mình tốt, mà tự nhiên có thằng cha nào xía vô nói mình xấu, giận liền. Ngu gì không trả thù. Ông cũng học hiểu, tôi cũng mấy chục năm đạo, thấy không? Thí dụ ông này, tôi đâu có dở, tôi cũng có quần chúng, ông cũng có quần chúng, thì mạnh ai lên cử lộn cho người ta cười chơi. lên ta cười chơi với nói vậy chứ. Tự nhiên cái thằng ơi. Cho nên Đức Thầy than là cũng bung, sao lại phấy bung một bầy ngơ ngác cõi tùng còn xa. Quý vị mình chắc coi chuyện Tào Tháo biết rồi đó, Tào Huy, Tào Thật đó. Anh em trong nhà nhau mà giết nhau chơi vậy đó hả? Giết nhau, giết nhau để giành gì? Tranh với luận đặng gì? Đức Thầy nói tranh với luận đặng giành cơm cá, chứ có gì đâu. Vậy thì bây giờ mình hiểu được về vấn đề, cái xử lý về vấn đề là hôm nay mình nhìn không được là lý do gì? Là lý do mình bị cái danh, mình sợ bị mất danh. Danh tiếng mình gọi là danh tiếng lẫy lừng, danh tiếng hại, chứ có gì đâu quý vị, đâu có gì đó. Tại mình làm thấy tốt, người ta cho mình làm vậy thôi. Người ta đưa mình lên là người ta đưa mình xuống được. Cái danh nó ngộ lắm nghe. Người ta đưa mình lên rồi người ta hạ mình xuống thôi. Cái người thương của mình, thương bao nhiêu thì họ ghét bao nhiêu. Vậy đó. Vậy trên đời này mình sống làm sao mà thương mình đó, mình cũng không lấy làm vui. Cho nên gọi là quân tử tánh như thủy đó. Quân tử tánh như thủy là sao quý vị? Thành hậu mới đọc cái câu nó ủa suy nghĩ vậy.
cái thầy cái thánh nhân nói sao, quân tử tánh như thủy, cái tánh như nước, nước là cái chỗ nào mà nó chủng là nó chảy xuống, chảy xuống. Và lửa là nó cái gì cũng thiêu rụi hết, nhưng mà nó kỵ nước. Khắc tinh của lửa là nước. Và cùi á, cùi xuống rửa chân á, nước nó không có buồn, nó không buồn, nó buồn quá sao mà cùi nó xuống, nó rửa chân xuống nước làm dơ nước hết, không buồn. Mà đế dương xuống gội đầu á, nước cũng không lấy chi hãnh diện. Tánh đạo là vậy, cái tánh đạo là cái tánh như thế, cũng không mừng cũng không buồn. Chứ không phải là ta nói mày sao không biết buồn giận, không phải. Cái người mà hiểu được triết thiết đó là chúng ta đã đi thêm một nấc thang của đạo hạnh. Trước mắt là chúng ta khỏe ngủ ngon. Thật nghe, bữa nào quý vị mình giận người nào, đố quý vị mình mà ngủ ngon, nó chằn chọc, nó bức rứt, nó mệt bội, nó tăng xong, nó chăn trở, nó tức mình không có mà nó nói mình vậy đó, nó biêu xấu mình nghe, nó bức rứt gì đâu, nó khổ hết chứ khổ. Rồi thua, thua quanh búa một thua, yếu ý nó nói xa xa vậy đó mà mình còn thua, huống gì nó lợi nó lụm mình chiếc xe cái hết bỏ ăn luôn, rồi nó giật vợ mình, nó quánh con mình, rồi mình nghỉ tu luôn, mình ra ăn thua nó luôn. Vậy thì cái tu là cái gì? Vậy thì cái người mà hỏi thành hậu đó là nhờ thành hậu giải về chữ nhẫn. Thì bây giờ mình coi đi, cái danh mình có gì đâu mất. Thứ hai là lợi, bây giờ người ta đụng tới tiền mình. Tôi nói cái bà đó đi núi nè, thấy mẫu chuyện đi núi. Đi núi quý vị đông lắm, đông lắm, hồi đó đi núi đông. Đứng cúng, bà nào cũng cúng, chắp tay lên trán đọc Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ. Mà con mắt á, đâu có giờ ngay Đức Phật chi, liếc liếc trước, liếc liếc sau. Đôi dép con nó mới mua, nó mới mua, mà bây giờ mà để trước cúng không yên, cúng nghe mà liếc liếc ra sao, liếc 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 thôi. Thì cái bà dùng lớn tuổi mà, dép thì giống dép với nhau, chứ trừ ra là mình mua bản quyền rồi mới có đôi dép nó khác. Chứ bây giờ đôi dép giống nhau, cửa hàng đã bán thì giống nhau, tràng giang đại hải. Bà Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, ông Sư Ngôn cũng đọc gì, bà đằng đây bà đọc theo, đọc nhỏ nhỏ thầm thầm, trong đó có ông Sư Ngôn một, ông đọc. Cái bà nói lộn rồi, lộn rồi. Ông Sư Ngôn nghe nói lộn, tưởng nói ổng, ông đọc lại, đọc ba lần. Bà nói lộn hoài, ông này nói tôi đọc gì mà lộn gì bà. Nó không phải, tôi nói cái bà kia bà mang nó dép lộn người kìa. Tại liếc liếc đi kia thấy đôi dép lộn, đôi dép của bà mới, mà nó lộn dép cũng ngộ lắm nghe quý vị. Đôi dép của mình nó cũ mà lộn đôi dép mới không à. Vậy đó, có khi nào mình mang đôi dép mới mà lộn đôi dép cũ không? Ít lắm, có mà ít lắm. Lộn dép mới thì nhiều. Thôi, bây giờ đó là thứ nhất là chúng ta đụng tới danh. Mình đừng nó có gì đâu danh. Thứ hai là lợi, bây giờ tiền của người ta đụng tới mình. Cái tánh nóng này có ở đâu quý vị? Cho nên gọi là tùy phiền não và căn bản phiền não. Bây giờ mình ngồi đây đâu có gì đâu vậy? Gọi là căn bản phiền não là con nít á. Con nít mới sanh ra mình nói giết hại nó đi, dù ngoại mày ở đi này kia nọ, dì nội mày ở vậy đó ha, chữ mắng lát khóc miếu liền. Mà mình cười vui cái này nó vui. Đó là căn bản phiền não. Cái phiền não này do từ sanh ra là có, gọi là căn bản. Giống như cái mặc định đó vậy. Căn bản phiền não. Tùy phiền não là gì? Tùy phiền não là có những chuyện nó xảy đến là chúng ta là phiền não. Vậy thì những cái gì làm cho mình phiền não là gồm có danh. Thứ hai là lợi. Lợi lộc làm mình mất quyền lợi. Làm ăn, đâm chém, giành địa bàn với nhau, thủ tiêu nhau, hạ uy tín với nhau, giết chóc với nhau là lý do đâu? Cho nên Đức Thầy nói đó, tánh tham lam đã làm cho con người phải chịu bao nhiêu thảm khổ. Chiến tranh nè, cướp bóc nè, giết người nè, ghê không có gì. Đó là những cái tham. Mà nhìn đó là tham lợi đó. Tiền của mình đó là mình làm vất vả. Hỏi chứ bây giờ quý vị mình nghĩ là trên đài, trên báo, trên mạng đó, có thể là người ta bị lừa đảo biết bao nhiêu tiền bạc, người ta đau khổ lắm đó, vất vả đau khổ. Thì bây giờ nếu mà mình suy nghĩ ô tiền mình chắc bữa hổm mình gạt người ta, bây giờ người ta gạt lỡ dữ đó, mình suy nghĩ vậy tự nhiên khỏe liền, nhẹ liền 80% liền. Nó vậy đó, suy nghĩ vậy là nó nhẹ liền.
lấn ranh mình đó. Buôn bán thì là cũng lấn ranh, mua bán thì cân già cân non, cân thiếu cân đủ. Ví dụ nội mà tôi nói đi, thường thường đi núi, đi ngang mấy cái khu vực mua đồ ở chỗ những cái khu mà du lịch rồi đó, cân ít bao giờ đủ lắm, tại vì mình trả giá mà, trả giá. Người ta nói 5.000 ký, mình nói thôi 4.000 đi, thì nó bán xong rồi cân lại nó có 900 gram, 800 gram. Hỏi ủa sao kỳ vậy, sao 1 ký 800 gram? Tại vì 1 ký 8.000 nó khác, 4.000 nó khác, còn 1 ký 10.000 nó khác. Thì vậy đó. Bây giờ là tánh nóng là lý do thứ hai, đó là mất đi cái quyền lợi. Mình lãnh lương, làm ăn kinh tế, hoặc là làm lường đảo, lường gạt, là cái gì đó đối với mình bị tiền của, thì mình sẽ bị nổi nóng lên liền. Đi cầu nguyện mà mất đôi dép là nổi nóng liền. Dựng chiếc xe đó, chiếc xe nó quý, con cháu nó cho tiền mua, nhưng mà bây giờ là đậu đó mà ai mà làm chày chiếc xe, cái tụi nó nổi nóng liền, hết niệm Phật niệm trời vậy chứ. Nó đi cầu nguyện nhiều ông nó khổ. Thôi thì con cháu cho tiền chiếc xe thì xe tốt thôi, đừng đi, muốn vậy thôi ở nhà đi. Không, cũng đi dựng vậy đó. Mà tôi nói vô cúng, tôi đố ông nào mà chạy chiếc xe 50-60 triệu mà cúng mà thành tâm, nghe một cái gầm một cái rồi đó ha, là rồi không có Tây Phương được, tới Tây Ninh là dữ lắm. Đấy, còn mình chạy chiếc xe mà nó tàn khoảng 3 triệu, cái gầm một cái nó ok, dụng xe có 3 triệu bạc, nhầm gì đó. Vậy đi, đơn giản vậy. Tôi nói nghe nội mà chơi hụi chơi hàng giật nợ, cái tôi nói bỏ nhà bỏ cửa khổ đau biết bao nhiêu, cái gì mất đi cái quyền lợi nó đau khổ dữ lắm, đau khổ lắm, chưa gì đau khổ bằng đó. Bị ăn trộm vô mà nó lấy cãi đồ, nó lấy gọn cái, nghe tôi nói nghe nó gầu buồn, đã mất đồ khổ rồi mà bây giờ làm tự làm cho mình khổ nữa, vậy thì khổ thêm 2 điều. Thôi giờ mình quán xét, mình nói chắc hồi đó mình kiếp rồi mình ăn trộm nó 2 chiếc xe, bây giờ nó lấy lại có 1 chiếc, một cũng đỡ. Hay hoặc là mình nói thôi kệ, tản tài hơn là tản mạng, năm xui tháng rủi kệ nó, mất rồi thì thôi, làm lại có cái khác, sức khỏe mình mất một cái rồi là thua nó vậy đó. Thì mình quán xét, mình biết liền cái cảnh đến, mình nhận biết liền là chúng ta an nhiên tự tại lắm, cuộc đời sống nó khỏe lắm. Mà nếu không biết rồi, cuộc đời sống nó khổ đau, lúc nào cũng nhau cao có buồn phiền giận hờn trách móc, toàn bộ là trách người ta không à. Nó ngộ lắm nghe quý vị, cái người mà phiền não rồi nó cái gì cũng trách người ta không? Cái gì cũng đổ thừa người ta không? Có khi nào mà ai mà dám nhận lỗi của mình không? Mà Đức Phật Thầy Tây An trong 10 điều khuyên tu, Ngài nói rằng hạ mình nhận lỗi mặc dù là không, mặc dù không có, kể nhận lỗi đi là tự nhiên. Cho nên có cái ông Thế À đó, ông nông tên là Thế À, tự nhiên cái ông đến cái ông này, ông đến nhà của ông kia, ông mất cái búa, ông mất cái búa. Ông đi đến nhà ông Thế À đó, ông nói hôm bữa tại đi ngang thấy cái búa để ngoài sân giống búa ổng, hôm bữa anh mượn tôi cái búa thôi, giờ tôi lấy về nghe anh. Ông nói Thế À vậy đó. Rồi cái đem về chặt bữa ít ngày, cái thằng con nó mượn búa của ổng, mà ổng đi lại đằng kia ổng gặp cái búa ông nọ, ổng nói ổng lấy lộn rồi. Nhưng mà bây giờ con đem lỡ búa nữa, ông nói chàng ơi, rồi sao mà búa mày lấy thì không cho bay, chết luôn rồi, tao lấy cái búa của ông kia thôi đem trả cho người ta. Nói anh hai ơi, hôm bữa tôi lấy lộn anh ơi, búa thằng con tôi lấy mà tôi tưởng anh mượn búa tôi, thôi tôi gửi trả anh. Nói, Thế À nhiều đó. Rồi đắc đạo là gì? Đơn giản, bây giờ mình tập về cái ai nói Thế À, ai chữ mà nó chọn hơn mày giật vợ giật con người ta, mày đi lợi dụng tiền bạc mà nó Thế À, câu một Thế À, vậy đó gọi đắc đạo, làm được là được. Cho nên Đức Phật Thầy Tây An nói mà, rồi chữ nhẫn là chữ tương vàng mà, nếu ai biết nhẫn thì trong rộng đàn dễ đi. Thì bây giờ hay hoặc là tập xong chữ nhẫn niết bàn không xa, thì thôi bây giờ thứ hai là mất đi cái quyền lợi, chúng ta tự nhiên đánh người ta gạt mình dính với tiền bạc giận lắm, 500 đồng bạc cũng không được, cho từ thiện thì cho chứ cái bao phải lấy lợi, bao lúa cho vậy đó, cho lúa được là cái bao phải lấy lợi, lúa một bao lúa là khoảng 200 ngàn,
còn cái bao khoảng 50 ngàn thôi mà cũng phải lấy cái bao lại. Vậy đó, ta mất cái quyền lợi. Hay hoặc là người ta xin tự cho được mà lợi mà nẹo nẹo và thấy ghét, dục đó cho nên cho một phiền não. Thôi thì bây giờ thứ hai là mất quyền lợi, thứ ba đụng tới tình, tình còn căng nữa nghe. Tiền của mình nó đụng tới là nó giận rồi, danh dự nó giận rồi, huống gì vợ con của mình. Đi đâu mà lập cái gì rồi đó, chồng con mình mà gặp nghe người ta đồn nói cặp tay với ông nào với bà nào đó ha, hoặc là chở cái bà nào đó thì thôi rồi, vì là cái như banh nhà banh cổ hết. Đụng tới tình chia sẻ không được, tại vì danh mình cũng thua, lợi mình cũng thua, tình thì rồi căng lắm quý vị ơi, căng rất là căng nghe. Đó. Cho nên mình thấy rằng cái hai chuyện trên mình mà gạt bỏ được thì cái chuyện dưới mình có thể gạt bỏ được, còn nếu hai ở trên dính thì ở dưới thua luôn. Đụng tới vợ con mình một cái đây ha, mình ăn thua đủ, sống chết à. Cho nên cái bà đó quý vị ơi, ổng thì đi làm về khuya đó, mỗi khi mà ổng mà đi làm về khuya một cái đó, bà chữ mắng bà nó đêm nay ha, thằng cha nó về đây ha, biết tại tao, tại sao ổng về, ghen tuông này cái nọ. Qua mấy hôm sau thì sao ổng bị tai nạn ổng mất. Bà mới nói một câu, bữa nay mà ổng về một cái chắc tao tự giận, ổng chết rồi. Mà bữa nay mà về một cái chắc tao tự giận tao chết. Thì quý vị mình thấy đó. Thì nghĩ lại đi, cái cuộc đời nó vậy đó. Thôi thì bây giờ đó, danh lợi tình là cái đó gọi là bể ái hà, là dãy quán nghiệt. Danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ các mau lòng phàm. Sắc đẹp giết người chẳng gớm tay, sắc hơn thuốc độc hại muôn loài, sắc đưa tu sĩ về địa ngục, sắc nhiễm mùi đời xáo nẻo ra. Vậy thì danh lợi tình ba món này là tránh không khỏi, cố gắng rồi quý vị. Danh lợi tình giống như Trần Tâm ngày xưa vậy đó. Danh đó ông vua ông kêu là về làm vua làm quan không chịu, lợi cũng không chịu, không dính, đem tiền của đó cuối cùng là giả người phụ nữ làm thua. Cho nên hôm nay đối với cái người Phật tử, chúng ta nên cố gắng diệt bỏ đi cái tánh nóng. Nguồn gốc của tánh nóng xuất phát do đâu? Do bị mất danh, mất lợi, mất tình rồi vậy thôi. Rồi muốn diệt trừ cái tánh nóng đó thì chúng ta nên phải quán xét vô ngã. Cái phép ấn là vô ngã đó quý vị. Vô ngã là không ta, vợ cũng không phải là của ta. Nếu phải của mình chết nó đi theo dễ vậy, của người ta. Mình còn trẻ, nếu mình chết trước thì vợ mình thì sống với người khác. Cho nên Thành Học có đọc được một cái mẫu chuyện, cái anh tài xế anh chở cho ông chủ cái công ty lớn lắm 20 năm, bên Mỹ tài sản của ông chủ này lên nói chung ra là rất lớn, tỷ phú lớn lắm. Thì một hôm nọ là ông chủ này đó đột ngột qua đời, tại làm việc quá căng thẳng đột ngột qua đời. Thì ông qua đời rồi sao, tất cả những sổ sách làm ăn chi thu nó tóm lại là mỗi cái công ty đó đều giao cho tài xế. Tại tài xế hôm nay là kề cận với ông chủ 20 năm rồi, thì bây giờ là giao tài xế với giao ai? Thì vợ ông chủ là cũng giao cho tài xế luôn. Cái giao ai vậy? Ai vô dám cai quản? Bà cũng có biết gì đâu, thì vô cai quản hết. Người ta mới hỏi ngược lại như vậy là trong 20 năm nay ai làm ở đợ cho ai? Ai ở đợ cho ai? Quý vị mình đi nghiên cứu suy nghĩ đi. Nếu mình mà không khéo đó, mình mà không có tỉnh ngộ đó ha, mình làm bán thân mẹo dậu, tôi nó làm nhiều cái chuyện nó tội, kêu tội đủ điều, làm chuyện trái với pháp luật nhà nước, trái với đạo lý, trái với luân thường, trái với thảo hiếu vân vân. Tới khi mình chết rồi, cái thằng chồng sau của vợ mình nó lợi, nó còn cười mình, đúng là thằng trước nó ngu, ngu quá,
nó làm cho dữ, tôi vô đây tôi xài tiền cho đã. Ở vậy đó. Hay hoặc là lỡ mà chồng đó, vợ mà chết trước đó, thì ông chồng mình nó kiếm ngu gì không, ông dễ gì để vợ không, ông phải kiếm bà khác. Thì kiếm bà khác rồi nó công nhận bà trước im ha, nhà cửa bà sắm sửa cho đâu đó đàng hoàng ngon lành quá luôn đó. Vậy thì bây giờ quý vị mình suy nghĩ kỹ đi, vợ cũng không phải của mình, chồng cũng không phải của mình, con thì không gì đâu phải của mình. Ít bữa để lớn lên theo chồng, theo vợ, theo con, theo cái, thì nó tự tạo những tương lai khác. Thì mình quán xét được cái điều đó thì chúng ta đặt nặng lắm, chúng ta không đặt nặng đâu. Nếu mà ai giống như cái ông mà Bắc Năm Trạng đó, anh em trong đạo mình ai cũng biết đó quý vị, ở bên Đồng Tháp, đồng đạo bên đó ai cũng kính nể Bắc Năm đó. Thì hai người bắt năm gái và năm trai cũng tu bình thường, nhưng mà tự nhiên có một ông đó là cái tình xưa nghĩa cũ, người ta nói tình cũ không ngủ cũng tới vậy đó, không biết sao mà ông đó đi tới luôn, ông gặp bà vợ là bà năm Trạng. Tự nhiên cái hai người mới nối lại tình xưa. Ông Năm Trạng không biết, hôm nọ ông đi núi đi non, cái sao hai người về ngủ chung trong nhà, ông Năm Trạng cái ông về tới, tàn ơi hai người này quý vị mình nghĩ coi, gặp mình tính sao, cho hai đứa ở tù ha, cho hai đứa một cái dao hay sao. Nhưng mà Bắc Năm không có, bình thường. Thôi bây giờ hai người ra đây nè, đừng có sợ. Chàng ơi, cái gì đâu mà sợ. Anh á, thì anh đang cần vợ của tôi. Vợ của tôi đó, thương anh. Thì bây giờ đó, thôi thì hai người thương nhau, thì thôi tôi tác hợp cho. Thôi tôi làm đám cưới cho hai người. Làm đám cưới xong, chia ra, chia đất ruộng này kia nọ, ở đó đi cắt lúa mướn đó quý vị, cắt lúa mướn. Tại ông này ông nói thiệt luôn, ông thương vợ mình gì, rồi gả luôn, gả vợ cho. Ông này ông nói gì, tại vì thôi giờ mình hết nợ rồi, còn đâu còn nợ nữa, con là nợ, vợ là gì đó. Cho nên hết nợ rồi thôi, ông mới xách cặp đi, ra vài bộ đồ. Thời gian cái hai người này sống chung nhau, nói chung ra trên đời mà chén úp trong sống cũng khua, cự cãi quánh đập này kia nọ. Cái ông Năm Trạng ông về ông thăm, ông về ông thăm, ông về ông thăm cái thấy bả sống của mình ên. Ổng thì cũng có nhà riêng rồi, có chỗ ở riêng ở tu. Cái lợi tới năn nỉ với ổng, ông Năm ơi hồi đó tôi mềm lòng yếu dạ rồi thôi, tôi nghe lời ông kia tôi hắt hủi ông này nọ, thôi giờ ông cho tôi về ở với ông để hữu hủy tuổi sau này. Ổng nói ở, bây giờ là người ta không thương bà, thôi bà về ở với tôi. Hai người về ở thì cái thằng cha kia đã suy nghĩ làm sao đó cho nó, mình tệ quá. Mình cũng là hồi xưa mình thương yêu bả, rồi sau này cái mình tự nhiên sanh tâm sanh tật vậy, thì thôi bây giờ tôi trở về nữa. Cái ông Năm Trạng ông đang cút đất trồng rau cải trước, nói Năm ơi bây giờ tôi hôm hổm tôi làm bậy quá, tôi chật đối với anh, tự nhiên tôi cưới vợ anh xong rồi cái giờ tôi quánh đuổi nó đi, thôi giờ anh cho tôi ở lại với bả. Năm Trạng ở được bà ấy, bà người ta còn thương bà rồi bà ơi, thôi bà về ở với người ta bà ơi, làm được không? Vậy đó mà biết trước ngày giờ giảng sanh Tây Phương đó quý vị. Tại vì cái này đâu phải của thiệt của mình, không có thiệt của mình. Rồi quý vị mình nghiên cứu là danh lợi tình. Nếu mà trong ba món này chúng ta quán xét nó là chữ không, không không đến như đây, thì quý vị mình từ ở đâu đến đây? Đến đây thì cũng hai bàn tay trắng, thì ra đi cũng hai bàn tay trắng thôi, đâu có gì đó, không có được gì hết. Thì mình suy nghĩ bây giờ vợ mình đem theo không được, con mình đem theo không được, tiền của đem theo không được, thì ai muốn cái gì đó thì kệ người ta. Mình quán xét vậy mình ở tu vậy đó, mình hiểu được gì mình nhẹ lắm, còn không hiểu nặng nề lắm, nặng nhọc lắm. Ai mà đụng tới chút xíu đi nữa cũng buồn giận, người ta nói xa xa gần gần không nói tới tên mình cũng giận cũng phiền não nữa đó. Thì vậy cho nên người xưa cho biết là nhẫn nhục đệ nhất đạo, tiên tu trừ ngã nhân, sự lai vô sở thọ, tức chân bồ đề thân, là nhẫn nhục và đạo cao hết. Muốn trừ tánh nhân ngã là chúng ta nên phải biết được. Vậy thì bây giờ là Đức Thầy đã cho biết chữ thứ nhất nhẫn năng sự thế trong Bát Nhẫn đó, là người hiền khó kiếm trên đời, lập thân danh tuần trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhẫn giá trì tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu, nhẫn hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điều hòa ý hỷ.
Nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sướng tùy chồng vợ nhịn nhau. Nhịn sớm chòm cô bác mới cao, nhẫn tâm nọ ngày ngày an lạc. Nhịn tất cả những người tuổi tác, nhẫn tánh lành yên tịnh dài lâu. Quanh năm cũng bảo toàn thân thể, chữ nhẫn đức kể ra luôn thể. Thì trên đời vạn sự bình an, chữ nhẫn thành báo quý hiển giang. Thì thưa quý vị, chúng ta nên nhớ rằng trong bài Bát Nhẫn của Đức Thầy, chúng ta nên cố gắng học hành theo để chúng ta đắc đạo. Thì thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay Thành Hậu đã chia sẻ với một vị đồng đạo, hỏi Thành Hậu nên trình bày đề tài chữ nhẫn để cho quý vị mình cùng với Thành Hậu thực hiện theo tinh thần Phật Pháp. Nếu chúng ta nguồn gốc đầu tiên là nhẫn là gì, định nghĩa chữ nhẫn là nhịn chịu. Thứ hai là tại sao nhẫn không được, là chúng ta gồm có là danh lợi tình, sanh nhẫn, pháp nhẫn, và chúng ta đi đến con đường là vô sanh pháp nhẫn, gọi là pháp nhẫn, nhẫn vô sanh, đi tới cao hơn nữa. Thì mong rằng toàn thể quý vị cùng với Thành Hậu phải cố gắng nhẫn chịu sự đau khổ ở thế gian để chúng ta đắc đạo. Thì trước khi dứt lời, xin cầu chúc toàn thể quý vị phân tâm an lạc và trong một buổi tối được an lành, và cúc chúc cho toàn thể quý vị trăm điều phúc lộc vừa đem lại, muôn chuyện nhàn thanh đến chẳng ngân. Và Thành Hậu xin tri ân toàn thể quý vị đã đăng ký ủng hộ Thành Hậu, và xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.